Năm anh em sinh năm. Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nọ sinh được mỗi một người con gái, nên họ nuôi nấng, dạy dỗ rất chăm chút. Đến năm nàng 15 tuổi, vẫn bị cấm cung không được tiếp xúc với người ngoài. Một hôm, người mẹ lên chùa lễ Phật và cũng là lần đầu tiên bà đưa con gái ra khỏi nhà. Con đứng ngoài này chờ mẹ một lát, mẹ vào trong bái Phật rồi sẽ ra luôn. Đừng có đi đâu linh tinh đấy, biết chưa? Dạ, con nhớ rồi thưa mẹ. Ôi, bông hoa này đẹp quá, trông khác hẳn những bông hoa mà mình thường thấy. Không biết đây là loại hoa gì mà lạ thế nhỉ? Mình thử hái nó lên ngửi xem có thơm không mới được. Ôi, chuyện gì thế này? Sao lại? Sau ngày lên chùa cùng mẹ, vài tháng sau, cô gái đột nhiên phát hiện mình có thai. Cha mẹ cô thấy thế thì vô cùng tức giận, cho rằng cô đã hư hỏng nên mới xảy ra chuyện như thế. Đúng là đồ con gái hư hỏng, sao tự nhiên lại không chồng mà chữa? Mày nói đi, ai là cha của đứa bé trong bụng mày? Hả? Thưa cha mẹ, thật tình là con không biết tại sao con lại có bầu nữa. Cha mẹ hãy tin con không có qua lại với bất kỳ người nào ạ. Đến nước này rồi mà mày vẫn còn chối được nữa hả con? Mày không cần phải bảo vệ cho thằng đó, mày hãy nói thật đi, để cha mẹ đến tận nhà nó đòi chuyện phải trái. Con nói thật mà cha, cha phải tin con chứ. Con là tự nhiên có bầu chứ không liên quan đến ai cả. Làm gì có chuyện tự nhiên có bầu được. Con muốn bảo vệ cho tên đó thì cha mẹ cũng không bảo vệ con được đâu. Mẹ, giờ con phải làm sao thì cha mẹ mới tin con? Đừng để cha mẹ phải xấu hổ với xóm làng. Mày hãy đi khỏi đây đi và đừng bao giờ quay trở về nữa. Có con không biết vậy, nhục nhã lắm. Mẹ, mẹ nỡ đuổi con đi thật sao? Bị cha mẹ đuổi đi, cô gái đành phải đến nương nhờ nhà chùa. Nhà chùa thương tình nên nhận nuôi cô và dựng một túp lều sau chùa cho cô ra đấy ở. Chẳng mấy chốc mà đến ngày sinh nở. Ôi da, đau, đau quá. Hình như mình sắp sinh rồi. Ôi da, đau quá đi mất. Có ai không? Giúp tôi. À, đau quá. À. Không thể tin được, năm đứa bé này đều là con của mình sao? Mình vừa sinh ra chúng sao? Phải làm gì với chúng bây giờ? Mình chỉ có một mình, mà tận năm đứa nhỏ thế này. Trời ơi! Ngươi yên tâm, năm đứa trẻ này sẽ tự mình lớn lên mà không cần ngươi phải vất vả nuôi nấng đâu. Bà là ai? Năm đứa trẻ này, bọn chúng là ai? Tại sao tôi lại sinh ra chúng? Ta là thần tiên ở trên trời, năm đứa trẻ này đều là con của trời. Còn nhớ bông hoa lạ trước cửa chùa mà ngươi đã ăn phải không? Tôi nhớ, bông hoa đó đã tự chui vào miệng tôi, và không lâu sau thì tôi mang thai. Hóa ra chính bông hoa đó là nguyên nhân ư? Đúng vậy, ngươi đã ăn phải bông hoa đó nên đã mang thai và sinh ra năm đứa trẻ này. Ngươi phải có trách nhiệm nuôi dưỡng chúng sau khi chúng ra đời. Nhưng người vừa nói là chúng sẽ tự lớn lên mà. Tôi làm sao có thể nuôi dưỡng cùng một lúc năm đứa trẻ chứ? Ngươi không cần nuôi chúng, bởi vì chỉ sau một đêm thôi, chúng sẽ lớn nhanh như thổi và tự nói ra tên của mình cho nhà ngươi biết. Lúc đó thì mẹ con ngươi sẽ biết làm thế nào để nương tựa vào nhau. Chỉ sau một đêm thôi ư? Đúng vậy. Ngươi hãy chờ đấy, mọi chuyện đều đã được trời đất an bài. Ngươi và các con ngươi hãy sống cho thật tốt. Những đứa con của trời ư? Thật không thể tin được, mình thực sự đã sinh ra chúng ư? Giờ chúng là con của mình ư?
Mẹ, mẹ tỉnh dậy rồi sao? Chúng con đều đã lớn rồi. Con, các con đã lớn thế này rồi sao? Mẹ có nằm mơ không? Chỉ sau một đêm thôi mà, các con đã trở thành những chàng trai cao to, lực lưỡng thế này rồi. Mau nói tên của các con cho mẹ biết đi. Mẹ, con có thể vác một quả núi. Tên con là Mạnh Mẽ. Người con dù có đao băm búa bổ cũng không chết. Con là Mình Đồng Da Sắt. Con có thể ngồi một nơi biết được mọi việc trong thiên hạ. Tên con là Gián Mây. Con có thể sống dưới nước cũng như trên cạn. Tên con là Khô. Còn con, dù ngủ trong lửa cũng như không, vì con tên là Ước. Ôi, các con của mẹ giỏi, giỏi lắm. Không uổng công mẹ chịu bao nhiêu tủi nhục để sinh ra các con. Các con phải sống thật tốt nha. Từ giờ chúng con sẽ làm việc thật chăm chỉ để nuôi mẹ. Mẹ sẽ không phải chịu khổ nữa. Mẹ hãy yên tâm nha. Ngoan, ngoan lắm. Sau hôm đó, ngày ngày Mạnh Mẽ vào rừng kiếm củi đổi lấy gạo mang về nuôi mẹ và các em. Mỗi một gánh củi của cậu đầy cả một sân. Ai ai cũng khen cậu có sức mạnh phi thường. Tiếng tăm của cậu vang truyền khắp mọi nơi và đến tai nhà vua. Người nói sao? Có người như thế thật ư? Mọi người không đồn quá lên đây chứ? Dạ bẩm, là như thế ạ. Thần không dám nói sai nữa lời thưa đức vua. Triều đình đang cần nhiều củi để dùng cho một buổi lễ long trọng. Hãy mau triệu hắn ta vào cung gánh củi. Mỗi một gánh đưa đến sẽ đổi một gánh gạo. Xem hắn ta gánh được bao nhiêu. Dân ạ. Khanh nói sao? Gạo trong kho nhiều thế mà cũng đã dơi quá nữa rồi à? Hắn gánh được nhiều củi đến thế sao? Tâu dân ạ, đấy là thần còn kiếm cớ nợ lại chưa trả dội 10 gánh. Không ngờ hắn lại kiếm được nhiều củi như thế. Cứ đà này thì đến hoàng cung cũng không có gạo mà ăn. Không được, không thể để hắn lấy hết gạo trong cung này đi được. Hãy mau nghĩ cách đi. Nhưng quy định đã đặt ra từ đầu là một gánh củi đổi lấy một gánh gạo rồi ạ. Giờ củi hắn đã mang đến, chúng ta cũng đã nhận. Vì vậy không thể nuốt lời mà không trả gạo cho hắn được. Mà trả thì... Nếu đã như thế, thì ngươi hãy nói với hắn 10 ngày nữa quay lại đây. Nếu vượt qua các thử thách mà ta đưa ra, thì ta sẽ thưởng 100 lạng vàng. Bằng không thì sẽ phải trả lại toàn bộ số gạo đã nhận. Để xem hắn còn dám đòi gạo không. Sẽ bắt hắn vượt qua các thử thách ư? Nhỡ hắn vượt qua được, chẳng phải mất thêm 100 lạng vàng hay sao? Ngươi nghĩ các thử thách của ta đơn giản thế sao? Người thường không dễ gì vượt qua đâu. Ta e là lần tới hắn chỉ có đến mà không có về thôi. Sao cơ? Nhà vua muốn tôi lần lượt thực hiện các thử thách bị lửa thiêu trong nhà chất đầy gỗ, bị đao phủ đâm và bị dìm xuống biển ư? Sao tự nhiên lại thế? Đúng vậy, ý của nhà vua đã quyết, ta cũng chỉ biết truyền lời lại thôi. Cũng tại vì nhà vua thấy người mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, nên muốn thử đó mà. Nhưng những chuyện này đâu có trong thỏa thuận ban đầu đâu. Nhà vua không thể tự ý thêm vào như thế được. Như thế là không công bằng đối với ta. Người là vua một nước, ý người là ý trời. Người muốn gì thì người phải có trách nhiệm làm. Người dám chất vấn sao? Tôi chỉ thấy lạ thôi. Không biết nhà vua muốn thử tài tôi thật, hay là có ý gì khác nữa. Hay là ngươi trả lại toàn bộ số gạo đã lấy thì nhà vua sẽ xí xóa thử thách này. Mà làm sao ngươi có thể vượt qua được? Thôi, hãy khôn hồn mà chịu thua đi. Ai nói là tôi sẽ chịu thua chứ? Tôi đồng ý với những thử thách đó. 10 ngày sau, tôi sẽ vào cung để thực hiện thử thách đầu tiên. Ông cứ chờ đấy. Hôm nay nhà vua hẹn con vào cung để thực hiện thử thách bị lửa thiêu trong nhà chất đầy gỗ. Đây chính là sở trường của Ước. Vậy Ước hãy đi thay anh nhé. Được, chuyện này đối với em quá đơn giản. Anh cứ để em đi đi. Con thấy điều gì à? Nói cho mẹ và anh em của con nghe đi. Con vừa thấy nhà vua bàn bạc với lão quan rằng sẽ đổi thử thách cho Mạnh Mẽ. Sẽ không phải là thiêu trong biển lửa nữa, mà là dìm xuống biển trước. Vì vậy, Khô hãy đi đi.
Nhà vua đúng là nham hiểm mà. Nếu như không có gián mây, chúng ta dù có đổi người cũng thua trận này rồi. Vậy cô hãy đi thay anh nhé. Ôi, các người làm gì thế này? Sao các người lại trói ta lại thế này? Mau thả ta ra, thả ta ra. Xem ngươi có thoát được không? Chúng ta sẽ dìm ngươi xuống dưới đáy biển này. Ngươi sẽ chết cho mà xem. Cái gì? Hắn vẫn còn sống ư? Thật không thể tin được. Bị dìm sâu xuống tận đáy biển thế mà không làm gì được hắn ư? Hắn là người hay thứ gì vậy? Tên này khá đấy. Có thể hắn có biệt tài bơi lội nên nước không làm gì được hắn. Được, nếu hắn không sợ nước thì để lửa đối phó với hắn. Ý người là vẫn tiếp tục thử thách hắn à? Tất nhiên rồi, không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế được. Cuộc chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Ngươi hãy hẹn hắn 10 ngày sau quay lại tiếp tục thực hiện thử thách tiếp theo. Dạ vâng, thưa đức vua. Viễn Mây lại dùng mắt thần quan sát và biết trước được âm mưu của nhà vua, muốn dùng lửa thiêu nên đã để ước đi lần này. Quả nhiên, dù lửa có cháy dữ dội đến đâu, ước vẫn bình yên vô sự, khiến quân lính vô cùng hoảng sợ. Dùng lửa không được, nhà vua một lần nữa lại hẹn mạnh mẽ 10 ngày sau trở lại. Nhưng nhà vua đâu biết rằng lần này Vén Mây lại biết được mọi chuyện và phái mình đồng già sắt đi. Quả nhiên đao phủ không thể chém nổi mình đồng già sắt. Nhà vua thấy hết cách, bèn cho vời mạnh mẽ để ban thưởng. Thời gian qua trẫm đã thử thách ngươi rất nhiều, nhưng lần nào ngươi cũng vượt qua một cách dễ dàng, thật khiến cho người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dạ, đa tạ đức vua đã quá khen. Thần cũng chỉ biết dốc hết sức mình làm theo mệnh lệnh của đức vua thôi ạ. Quả không dám làm người thất vọng. Vậy sao? Ngươi quả thực rất tự tin và không hề tỏ ra lo sợ trước trẫm. Thần chỉ muốn đức vua hiểu rằng, cho dù đức vua có làm khó thần như thế nào, thì thần cũng sẽ quyết chí vượt qua mà thôi ạ. Nhà ngươi quả là tuổi trẻ tài cao, vừa có sức khỏe vô biên, mình đồng da sắt, lại không sợ nước sợ lửa, quả là nhân tài hiếm có trong thiên hạ. Ban đầu đúng là trẫm xuất phát từ lòng ích kỷ nên muốn diệt trừ ngươi. Nhưng càng thử thách thì trẫm lại dần chuyển qua khâm phục ngươi hơn. Đức vua không còn ghét thần, đã là vinh dự lớn cho thần rồi ạ. Thần không dám nhận hai chữ khâm phục đâu. Sao lại không dám nhận? Ngươi xứng đáng mà. Trẫm đã sai khi thử thách ngươi quá nhiều như thế. Trẫm quyết định ban thưởng cho ngươi 100 lạng vàng. Đa tạ đức vua, nhưng thần không dám nhận hết tài năng, bởi đó là sự hội tụ của tất cả 5 anh em thần. Hôm nay đức vua đã mở lòng thì thần cũng không dám giấu giếm nữa. Kính chào đức vua. Đức vua vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trời, các người ở đâu ra mà trông giống nhau thế này? Chúng thần là anh em sinh năm của mạnh mẽ ạ. Thì ra các ngươi là anh em sinh năm, quả là giống nhau, nhưng ta vẫn chưa hiểu. Ngươi nói tài năng của ngươi là hội tụ của 5 anh em, nghĩa là thế nào? Tâu đức vua, có nghĩa là không phải một mình thực hiện tất cả các thử thách của đức vua đưa ra. 5 anh em thần, ngươi có sức khỏe, ngươi có tài nhìn xa trông rộng, ngươi có thể tắm trong lửa, ngươi có thể ở trong nước, ngươi lại không sợ đao kiếm. Chúng thần đã thay nhau lần lượt vượt qua thử thách mà đức vua đã đề ra. Chính vì chúng thần giống nhau như đúc nên đức vua không nhận ra và tưởng lầm là một người đấy ạ. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Hay, hay lắm. 5 anh em các ngươi quả là có tài như nhau. Tốt, tốt lắm. 100 lạng vàng này rất xứng đáng với các ngươi. Hy vọng các ngươi sẽ mang tài năng của mình để phục vụ cho đất nước. Tạ ơn đức vua, chúng thần xin tuân lệnh. Các con của mẹ giỏi quá. Từ nay gia đình chúng ta không phải lo tìm kế sinh nhai vất vả nữa rồi. Chúng ta có thể ăn sung mặc sướng đến cuối đời rồi. Mẹ tự hào về các con. Nhưng mà... Mẹ, mẹ còn lo lắng điều gì sao? Mẹ nói cho chúng con biết đi ạ. Mẹ nhớ đến ông bà ngoại của các con. Không biết họ hiện giờ sống ra sao. Tuy rằng họ đã đuổi mẹ ra khỏi nhà, nhưng mẹ biết trong lòng họ cũng rất đau khổ. Chuyện đó quá đơn giản. Để con nhìn thử xem hiện giờ ông bà ngoại thế nào. Con ơi, con ở đâu? Cha mẹ nhớ con lắm.
cho dù có thế nào vẫn là con của cha mẹ. Cha mẹ rất hối hận khi đã đuổi con đi. Con hãy trở về với cha mẹ đi. Thì ra họ vẫn còn nhớ đến mẹ. Họ đã không còn trách mẹ nữa. Các con, mau đến đón ông bà ngoại về ở với chúng ta đi. Mẹ sẽ kể cho ông bà nghe về các con. Ông bà sẽ biết rằng ông bà không những có một đứa con ngoan mà còn có cả bầy cháu giỏi nữa. Dạ, chúng con biết rồi, thưa mẹ. Từ đó, gia đình tám người lại sum họp, đoàn tụ bên nhau. Năm anh em thường xuyên vào cung phò tá cho nhà vua và được ban thưởng rất nhiều vàng bạc. Họ còn dùng số tiền đó phân phát cho những người dân nghèo khó khác.